Giao tranh khốc liệt, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn cấp. Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang nỗ lực tiến công ở miền đông, trong khi các đồng minh phương Tây tìm cách hỗ trợ Kyiv trong cuộc chiến với Moscow. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tối ngày 30 tháng 10 mới thông báo, tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, nơi diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt nhất, các lực lượng Nga đang cố gắng tiến xa hơn và nã pháo vào một số thành phố, bao gồm Mariupol, bao gồm Mariupol và vùng Solasa, gần đó. Thông báo cũng cho biết ở mặt trận phía Nam, các lực lượng Nga đã chiếm các vị trí phòng thủ sử dụng xe tăng, súng cối và pháo binh tấn công các vị trí của Ukraine và thủ phủ Kherson Nga tháng trước đã rút khỏi thành phố Kherson chuyển sang phòng ngự ở bờ đông sông Nip do chia cắt tỉnh Kherson. Chúng tôi đang phân tích ý định của đối phương và chuẩn bị các biện pháp đối phó thậm chí còn cứng rắn hơn hiện nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu vào tối ngày 30 tháng 11. Nga đang đẩy mạnh tiến công ở miền đông Ukraine và tăng cường các cuộc tập kích tên lửa diện rộng vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, gần 6 triệu người ở phần lớn các khu vực của Ukraine và thủ đô Kiev đang sống trong cảnh không cơ điện. Nga đã nhắm mục tiêu vào thành phố Bamut ở vùng Donbass, miền đông Ukraine từ nhiều tháng qua, nhưng dường như không đạt được thành công đáng kể. Việc kiểm soát thành phố này sẽ cho phép Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo vào các thành phố quan trọng khác, đồng thời nâng cao tinh thần chiến lược của binh sĩ. Bamut nằm trên con đường chính dẫn tới các thành phố khác ở Donetsk như Lovian và Zamato, vì vậy Nga và lực lượng thân Nga coi đây là mục tiêu quan trọng mà họ phải giành quyền kiểm soát. Đây hiện là một trong những chiến trường khốc liệt nhất hiện nay ở Ukraine, đặc biệt sau khi Nga rút khỏi Kherson và tìm cách giành thắng lợi quan trọng ở mặt trận miền đông. Theo New York Times, các cuộc giao tranh ở Bamut đã biến xung đột ở thành phố này trở thành cơn lốc hủy diệt. Cả Nga và Ukraine đều chịu tổn thất nặng nề với thương vong lên tới hàng trăm người mỗi ngày trong các trận chiến giành Bamut. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Moscow triển khai các đơn vị Wagner, một nhà thầu quân sự tư nhân của Nga đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến ở Donetsk và Lugansk để tham gia trận chiến ở Bamut, ngoại trưởng Ukraine Termit cho Cú ngày 30 tháng 11 kêu gọi NATO nhanh chóng viện trợ cho Ukraine. NATO cần ở bên chúng tôi không chỉ trong thời gian lâu nhất có thể, mà còn cung cấp cho chúng tôi mọi thứ cần thiết nhanh nhất có thể, ông Cuba nói trong cuộc họp của đại diện các nước G7 và NATO, chúng tôi cần máy phát điện, vũ khí, quần áo mùa đông tôi không thể liệt kê hết nhưng chúng tôi cũng cần pháo 155 mm, đạn pháo, xe bọc thép tất cả những thứ này cần sớm được chuyển đến Ukraine và tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang của chúng tôi, nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh. Ngoại trưởng Cuba cũng cho biết Ukraine cần các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự của nước này trong bối cảnh nga tập kích tên lửa ồ ạt vào các mục tiêu khi mùa đông ngang tới.